Poppy Playtime đi. Cái gì? Poppy Playtime mướp chơi rồi mà, 120 phá đảo rồi mà. Ok, sao anh em bây giờ có gọi anh em bảo là chơi Poppy Playtime đi, Minecraft đi. Thôi mới không chơi Minecraft đâu. Anh em thấy màn hình chưa ạ? Xem nào. Ok. Ồ vẫn to nhỉ? Được, cho bé nhé, cho bé lại nhé. Ok. Mini Woody. Trời anh em. Ôi thôi lắc vừa cửa. Ủa lắc không anh em ơi? Lắc không? Em thấy màn hình tôi lag không? Lag thì tôi phải xếp lại nhá, không thì tôi đang tôi sợ nhất là lag đấy. Sợ anh em không xem được thôi. Để tôi xem nào. Ủa lag đâu? Nó vẫn đang màu xanh mà. Thôi vào game nhá. Tốn thời gian quá mẹ, anh em cứ bảo lag liếc lag gì tôi thấy có lag đâu. Anh em bảo lag thì F5 lại nhá. Ừ. Vào game đi. Đây, hôm trước tôi chơi đến cái đoạn nào tôi có không biết đây. Ông này có chơi Roblox nè. Ừ mới có chơi Roblox mà. Ừ. À đây. Thì hôm trước là tôi đã biết tại sao cái khu rừng tôi sống bị héo úa ấy là do một con chim đại bàng siêu to khổng lồ nó lấy mất cái cục ánh sáng gì của cái cây thụ ấy, làm cho sinh vật nó chết hết. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là tôi phải đi phải đi lấy lại cái cục năng lượng đấy để cho sinh vật nó lại sinh sôi nảy nở lại như ban đầu. Nên là bây giờ tôi đang ở đâu đây? Bây giờ mục tiêu của tôi là đang tìm cổ thụ Ginso. Ok. Ủa cái y này là à không, cái này là save game. Ok. Thôi đi xem bên này. Tính ra 3-4 ngày tôi chưa chơi game này rồi đấy. Phong cốc bọng cây. À, đi bọng cây thử. Cẩn thận Ori, nền đất không ổn định đâu. Ờ, thế nhảy đúng không? Ôi. Sao? Mày nhìn sao? Ui sột. Mày làm gì? Bọng cây. Ô ô ô. Em đi sơn cái điện thoại cho đỡ lag á. Ok em. Đoạn này thì làm sao lên được nhở? Tôi nghĩ là hình như là về sau mình phải học kỹ năng gì đấy thì mới biết lên được trên này chứ. Ừ, làm sao lên được? Có xuống dưới thôi. À đúng rồi, cho tôi hỏi là cái tiếng của tôi nó có to không? Chứ không thì... Tôi sợ tiếng tôi nó không to ấy. Đây cần gạt đây rồi. Ôi đệt. Mặc dù tôi không biết cần gạt này nó để làm gì nhưng mà thôi cứ kéo cần. À rồi. Trời ơi, đây này, bây giờ tôi bắt đầu tôi lên được này. Nhưng mà trước khi lên thì tôi xuống dưới đã. Xuống dưới là mình sẽ đi. Ô, đi xuống dưới này à? Thôi xuống luôn đi. Lỡ xuống rồi. Ô, cục gì đấy? Ô, mẹ cục này không phá được à? Đủ nghe anh nhá. À ok. Tìm được túi linh quang lớn. Nhanh chóng nhận điểm kỹ năng. Ok. Sao? Cái này qua kiểu gì? Ờ hình như cái này nó không cho qua hay sao ấy. Ok đi. Tôi lên trên nhá. Em nghĩ có kỹ năng sao chép. Anh không biết,
anh mới chơi đến cái đoạn này thôi, anh không biết là kỹ năng gì. Thôi lên trên đã, nó mở cho mình cái đường lên rồi. Ủa, thế còn bên này sao? À, chưa qua được, chưa qua được. Thông cảm nha, chỗ tôi lạnh quá mẹ, tôi đang bị cóng tay. Mới lại hôm nay không biết kiểu gì tôi tự dưng khiết cầm dao khiếm khiếm vào tay ạ. Tôi đang phải băng bó tay. Đau với trưởng. Ô nào. Con này sao? Ok. Ồ, đoạn này như nào nhỉ? À, xuống dưới à? Mẹ lại khóa. Ô. Thế này như nào nhỉ? Mùa đông giống như mùa hè, nóng như cái gì, nóng hơn mặt trời á. Không biết anh em ở đâu đấy. Từ đoạn này thì nó có một cái đường đi lên trên này, nhưng mà tôi không biết làm sao để lên được trên đấy. Lên trên này kiểu gì nhở? Tôi nhảy dưới mà, nếu không lên được thì tôi phải xuống dưới rồi. Vậy là không lên được rồi, xuống dưới. Không phá được cái tường này. Ô. Ôi. Vai thêm cũng mất máu được. Ô, bên kia có một cái cục gì đấy kìa. Xuống dưới. Đây, xuống dưới đây đi. Ồ. Ano rất mạnh mẽ và can đảm. Hãy lắng nghe lời ông ta. Ông ta có thể tập trung ánh sáng. Đâu ông nào? Hấp thụ linh lực luôn. Rồi. Bạn đã học được tụ hỏa. Tụ hỏa là cái gì? Để sử dụng kỹ năng này giữ chuột phải để gồng, rồi thả để phóng lửa, thiêu những vật ở gần. À ok, đâu thử em nào. Tôi được kỹ năng mới nhé. Wow. Anh nhìn đây. Sợi. Phá được đúng không? Ui rồi. Ok. Nhưng mà tôi phải cần năng lượng. Rồi thử cái này mà. Wow. Nhận được điểm kỹ năng. Mấy con quái này bây giờ tuổi gì? Quái này bây giờ tuổi tôm. Ôi, em xin lỗi. Em mới khinh thường nó xong. Túi sinh mệnh giờ có thể chịu đựng lâu hơn. À ok, mình có thêm máu. Ok. À đây, cộng kỹ năng này. Ôi chết, cứ nhầm.
tăng sức mạnh thôi. Hầu hết cái gì đây? Hầu hết đồ thu thập hiển thị trên bản đồ cần 500. Thôi cộng luôn. Ok, tôi cộng thêm được một tí rồi đấy. Xem bản đồ nó có hiện gì không. Ồ, nó bắt đầu hiện ra những cái mình. À, hiện ra những cái cổng với lại mấy cái cần thiết này. Wow. Đấy. Ok, tôi mở ra được một con đường mới rồi. Cái gì đây? Ô, cục gì đấy? Ồ, cục gì? Lên trên à? Ôi, ui, kinh vậy? Hang ổ của nhện à? Ồ, thiếu năng lượng. Thiếu năng lượng để mình mở cái cửa này. Ok. Mình đang chơi gì á? Mình đang chơi Ori nhé. Ồ, ui. Vai, trời ơi, quên không xếp game rồi. Oh fuck. Oh no. Thiếu năng lượng, không được. Ồ, lên được này. Đủ. Tôi tưởng, vãi, tôi tưởng cái này không lên được chứ. Hóa ra lên được à? Ok. Cần năng lượng rồi. Ôi. Đừng rơi nhá. Không muốn rơi lắm đâu. Rồi bây giờ có cái năng lượng rồi này, xuống dưới. Mở cửa ra. Ok. Nó giống như con game gì đó cũng thuộc dạng như này á. À, game hoa. Nếu anh em nói thì chắc giống game hoa. À rồi. Rồi, có thêm máu rồi, có thêm máu rồi. Đánh cục đá ở trên đầu trứng nhện á. Ơ nhưng mà mưa đánh rồi, nó không bị gì được cả đâu. Rồi tôi phải tìm cách đi đường khác thôi, rồi đã. À đây. Đây này. Đấy. Phong gốc. Không xuống được à? Ui. Kinh vậy. Chết đi cua ơi. Đây rồi. Túi kỹ năng. Ok, tôi nhận được một điểm kỹ năng. Ui, con chim. Hình như con này là con đệ tử của con chim đại bàng hay sao ấy. Giống phết, nhưng mà mỗi tội là nó hơi bé. Ok. Ok, đi thẳng trước đi đã. Phá được không? Không phá được. Mình phải cần cái gì đấy rồi. Không đéo được. Ô.
Stream đánh ông stream. Thôi, lưu điểm ở đây đã, không có chết đấy. Rồi. Là sao? Nhìn sang bên kia. Ồ, mà bên này tôi còn chưa khám phá xong. Ôi, nhảy luôn đi. Ôi mẹ, chơi ngu. Đây, xem bên này. Ô, bên này cũng không qua được. Cái game này khó hơn tôi tưởng. Nâng cấp. Tăng bắn kính và sát thương tụ hỏa. Sinh bệnh, chúng ta cắt đôi. Tụ hỏa chỉ tốn một nửa. Bởi đi. Rồi, ok. Rồi, ok. Ui, mẹ tốn thời gian vai trưởng. Đây rồi, được một túi năng lượng rồi, ba túi năng lượng. Ok. Rồi, sống rồi. Tốn thời gian vãi lít. Chú định làm sao? Chú định làm sao? Ok. Chú định làm sao? Ô, nhảy bứng. Ô, địt. Ồ, trên kia có một cái tăng máu kìa. Phải leo lên trên này thì mới lấy được cái tăng máu đấy à? Ôi, đau. Nào, xuống dưới đã. À, thiếu cái mảnh rồi. Ok. Lưu luôn. Lên trên này thì lên kiểu gì? Không lên được, thôi kệ đi. Lên trên này trước. Ok, lưu rồi, ngon. Mảnh điện đồ thạch, ok. Được rồi. Ôi, nhưng mà bên kia làm sao để lấy cái này nhỉ? Tôi muốn lấy cái trên này, ô. Lấy sao? Ô, xuống dưới đi. Ô, đi. Ok. Rồi. Mở thêm bản đồ mới này. Đỉnh Horu đầm lầy.
Ô con nhện kìa. Ô con nhện nào kìa. À đâu 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 đâu. Để đấy, ok. Ok luôn. Ô ngon. Lưu rồi, lưu rồi, lưu 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 lưu. Ồ, mình sắp đến gần cái cục này rồi. Wow. Tôi sắp đến gần cái cục kia rồi. Tuyệt vời. Trời ơi. Đường mới, đường mới, đường mới. Con gì đây? Chất nhảy nữa. Ôi, ôi. Cục này to thế. À đâu. Ui dưới kia có cái cục tăng máu kìa. À đây đây đây. Phá ra không nhỉ? Phá 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 phá. Oh, phải nhờ cái con quái nó phá rồi. Ok, tí con quái spawn thì tôi sẽ nhờ con quái nó phá. Ui. Fuck, mạnh vậy. Mạnh quá, mạnh quá. Ok, lưu luôn đi. Ok. Ủa. Ủa. Vai mẹ. À, con đấy không. Con đấy không đánh được nó, mình phải né nó ra thôi. Ủa gì đấy? Ui 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 ui. Không phá được luôn. Ui luôn. Nết vậy khó thế. Không phải à? Lợn sinh mệnh thu nhập tăng gấp đôi. Thế như nào nhỉ? Hay là... Bạn ơi, bạn leo lên trên này không? Ô. Ô. Ô, từ từ. Ô, bắt đầu ấy. Ô, oh, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu, 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 hiểu. Ui, gì đấy. Ô, thôi, thôi. Ủa. Để ra bạn ơi, để ra bạn ơi. Đây là kiểu gì giờ? Kéo lại đi. Ơ thì chết. Ơ à, địch mày. Đừng. Ơ à, đừng. Lưu game, lưu game, lưu. Lưu game, lưu game. Ok, lưu rồi, lưu rồi. Ừ thì chết. Ờ, tôi lưu game rồi. Chết chả sao đâu. Ờ. Ờ. Ờ, ngon. Đây rồi. Đây rồi. Trong
trong khi Ori mang đến ánh sáng và hy vọng cho khu rừng. Những kẻ khác lại mang đến bóng tối và sợ hãi. Ồ, con nào kìa? Là con Gumon từ tàn tích Flawlord gì đấy. Chúng ta phải theo dấu nó. Chúng ta phải lấy lại thứ mà nó trộm. Tìm lại thủy thạch. Thôi tôi nghĩ là để buổi sau đi, mẹ nó còn xa lắm. Trời ơi. Nó còn xa lắm, thôi hôm nay chơi cái game Ori tới đây thôi. Ok. Chơi nữa chắc phải 2 tiếng mất. Thôi nhá, nghỉ hồi tập 2 nghỉ đây thôi.